Rất vui lại được gặp quý vị trong chuyên đề tài chính thuế phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình VTV. Năm 2020, cả nước có ít nhất là 1 triệu doanh nghiệp hoạt động, trong đó có các doanh nghiệp có quy mô lớn và nguồn lực mạnh. Đó là mục tiêu được đặt ra trong nghị quyết số 35 của Chính phủ. Và muốn đạt được mục tiêu này thì ngoài sự nỗ lực tự thân từ khối kinh tế tư nhân, còn rất cần đến sự hỗ trợ từ phía các cơ quan quản lý, từ một chính phủ kiến tạo và liêm khiết. Với tinh thần như vậy thì ngành thuế đã xây dựng một chương trình hành động với tên gọi Đồng hành cùng doanh nghiệp khởi nghiệp. Đó là lý do vì sao mà chúng tôi đã mời tới trường quay ngày hôm nay ông Nguyễn Văn Phụng. Ông là Vụ trưởng Vụ Quản lý Thuế Doanh nghiệp lớn thuộc Tổng cục Thuế, nhằm cung cấp cho khán giả của VTV những thông tin đầy đủ và chính thống từ chương trình đồng hành này. Xin cảm ơn ông. Xin kính chào các quý vị khán giả của chương trình. Vâng, trước khi trò chuyện với khách mời thì mời quý vị khán giả theo dõi những thông tin sơ bộ về chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp khởi nghiệp qua phần tổng hợp sau đây. Ngày 28 tháng 7 năm 2017, Tổng cục Thuế chính thức công bố chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp khởi nghiệp với khẩu hiệu Tự tin khởi nghiệp chúng tôi đồng hành cùng bạn. Mục tiêu của chương trình là tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp khởi nghiệp dễ dàng tiếp cận các kênh thông tin hỗ trợ của cơ quan thuế, hoàn thành các thủ tục hành chính thuế ban đầu nhanh nhất, thuận lợi và tiết kiệm nhất. Đặc biệt, ngành thuế đã xây dựng chuyên mục đồng hành cùng doanh nghiệp khởi nghiệp trên website Tổng cục Thuế và website 63 Cục Thuế địa phương, chuyên mục cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết cho doanh nghiệp khởi nghiệp, và thông qua chuyên mục này, doanh nghiệp khởi nghiệp có thể gửi các yêu cầu hỗ trợ đến cho cơ quan thuế để được hướng dẫn giải đáp. Các doanh nghiệp cũng có thể tra cứu các thông tin trên website của Tổng cục Thuế tại đường dẫn để biết thêm thông tin. Không chỉ tạo điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp mới thành lập, chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp khởi nghiệp còn khuyến khích các hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi thành doanh nghiệp, với mục tiêu đến năm 2020 có 1 triệu doanh nghiệp hoạt động hiệu quả. Cùng với những nỗ lực của các cấp, các ngành, hiện Tổng cục Thuế đang triển khai nhiều giải pháp toàn diện hơn nữa để hỗ trợ cho doanh nghiệp khởi nghiệp, cũng như nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động và phát triển bền vững của doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế. Vâng, cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của kênh truyền hình VTV. Trước hết, ông có thể chia sẻ nội dung, mục đích, ý nghĩa của chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp khởi nghiệp mà Tổng cục Thuế vừa công bố ạ? Phải nói rằng là từ khi Thủ tướng Chính phủ ban hành cái quyết định số 844 ngày 18 tháng 5 năm 2016 về việc là phê duyệt cái đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp, Tổng cục Thuế đã thành lập và cái chương trình như các bạn vừa nêu đó là đồng hành cùng doanh nghiệp khởi nghiệp. Mục tiêu của chương trình này là tìm cách hỗ trợ tối đa trong khuôn khổ pháp luật cho phép để làm sao có cho các doanh nghiệp khởi nghiệp được ra đời và phát triển theo cái chương trình của Thủ tướng Chính phủ. Với cái mục tiêu đó thì chúng tôi nhận thức rằng là 11 hoạt động của chương trình, thì trong cái 11 hoạt động của chương trình đó thì có những cái chương trình về thuế, và về thuế thì có cái chương trình về chính sách thì đòi hỏi về cái sự báo cáo các cấp có thẩm quyền để sửa đổi, bổ sung cũng như ban hành các chính sách mới. Và đối với ngành thuế, trong phạm vi có thể, chúng tôi đẩy mạnh việc cải cách thủ tục hành chính và nâng cao cái chất lượng dịch vụ, cũng như tăng cường cái công tác phục vụ cái doanh nghiệp mới thành lập, đặc biệt quan tâm đến cái doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Vâng, như vậy là trong chương trình này thì chúng ta có đối tượng là doanh nghiệp mới thành lập và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Vâng, thưa ông, chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp khởi nghiệp thì đã được Tổng cục Thuế triển khai từ thời điểm là tháng 7 năm 2017. Vậy thì đến thời điểm hiện nay đã có những kết quả như thế nào ạ? Cho đến thời điểm này thì chúng ta có thể thấy được năm 2017 của chúng ta có trên 100.000 doanh nghiệp thành lập mới. Và trong số đó thì rất tiếc rằng là cái doanh nghiệp mà khởi nghiệp theo cái đúng nghĩa của nó là doanh nghiệp đổi mới sáng tạo thì nó còn hơi ít, còn rất là khiêm tốn. Bởi vì năm 15 thì chúng ta mới phát động chương trình này. 2016 thì doanh nghiệp người ta còn đang dò dẫm xem nó ra làm sao. Và đến 2017 thì trong số các doanh nghiệp thành lập mới đó, chúng tôi cũng phải lựa chọn ra để tìm hiểu xem, đi cùng với họ để xem anh nào là đổi mới sáng tạo để chúng tôi có cái biện pháp hỗ trợ họ thiết thực hơn. Vâng. Vậy thì trong chương trình hành động của Tổng cục Thuế thì có những kênh hỗ trợ doanh nghiệp như thế nào ạ? Hỗ trợ trực tiếp, hỗ trợ trực tuyến hay là đường dây nóng, ông có thể chia sẻ rõ hơn về vấn đề này? Chúng tôi có khá nhiều kênh hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp. Trước hết thì phải nói là ở tất cả các cục thuế, chúng tôi tăng cường cái chất lượng cũng như là cái số lượng cho các cán bộ tại cái bộ phận tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế. Từ các cục thuế, từ các chi cục thuế, mà đặc biệt ở đây là hai thành phố lớn là thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, là nơi mà có nhiều cái doanh nghiệp thành lập mới cũng như là nhiều cái ý tưởng được thực hiện tại nơi này, thì chúng tôi quan tâm nhiều hơn. Ngoài cái bộ phận ở dưới các chi cục thì đặc biệt là cái bộ phận ở trên cục thuế thì lựa chọn các cái cán bộ là giỏi giang nhất và cũng
tập trung trí tuệ để tìm ra những cái quy trình thủ tục nó thuận lợi nhất và cũng những cái tài liệu nó dễ dàng nhất để người ta có thể tiếp cận. Đó là cái mà chúng tôi đã làm được trong năm qua. Vâng, thế còn những kênh hỗ trợ trực tuyến thì sao ạ? Kênh hỗ trợ trực tuyến thì chúng tôi có cái website của Tổng cục Thuế và các cục thuế thì cũng có các cái website của các cục. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng tăng cường hợp tác với các kênh truyền hình, các cơ quan báo chí, truyền thông. Và chúng tôi cũng tận dụng cái sức mạnh của cái hệ thống chúng ta là có khoảng 700 cái cơ quan báo chí. Thì chúng tôi cũng hợp tác với tất cả các cơ quan này để làm sao cái thông điệp của ngành thuế được đến với các doanh nghiệp. Cũng như là những cái biện pháp mà chúng tôi hỗ trợ mà để doanh nghiệp người ta có thể biết được để người ta đến với chúng tôi. Vâng, xin cảm ơn ông. Thưa quý vị, trước khi tiếp tục cuộc trò chuyện thì mời quý vị cùng đến với một ghi nhận sau đây của chúng tôi để cùng xem các doanh nghiệp khởi nghiệp thì đang được ngành thuế tiếp sức như thế nào. 3.000 doanh nghiệp là số doanh nghiệp khởi nghiệp được thành lập trong thời gian qua trên địa bàn thành phố Hà Nội. Và để hỗ trợ tốt nhất cho những doanh nghiệp này thì ngành thuế đã kết hợp với các công ty quản lý phần mềm giải đáp những khó khăn vướng mắc liên quan đến chính sách thuế. Đến nay thì chúng tôi nghĩ là trên 3.000 doanh nghiệp đó thì có bất kể một khó khăn vướng mắc gì thì đều được các ngành thuế giải quyết. Đặc biệt các cái tuyến từ quận huyện tổ chức các cái hệ thống về đại lý là đã đại diện cho khởi nghiệp, đại diện cho các hộ kinh doanh để khai thuế cũng như nộp thuế. Ngành thuế cũng công bố tất cả các quy trình, thủ tục, địa chỉ, số điện thoại, email để doanh nghiệp có thể liên lạc nhanh chóng, thuận tiện. Chúng tôi đã kêu gọi một số các doanh nghiệp trong các lĩnh vực về cung cấp dịch vụ chứng thư số, cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử, cung cấp dịch vụ về TIVAN và một số đại lý thuế là đã có cái cam kết cùng với tất cả các doanh nghiệp khởi nghiệp trên phạm vi toàn quốc. Rồi đó có khoảng 10 doanh nghiệp, đấy là những doanh nghiệp mà cam kết tự dịch vụ miễn và giảm chi phí trong cái trong phạm vi toàn quốc. Ngoài ra thì tại một số tỉnh thì chúng tôi cũng được biết có một số doanh nghiệp người ta cũng cam kết trên cái địa bàn của tỉnh. Theo đại diện VCCI, sự vào cuộc không chỉ của ngành thuế mà của các bộ ngành liên quan trong chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp khởi nghiệp đã cho thấy sự quyết tâm cao trong mục tiêu hướng đến 1 triệu doanh nghiệp vào năm 2020. Thứ hai là tôi nghĩ là phải nâng cao cái trách nhiệm và cái chất lượng cung ứng các cái dịch vụ hỗ trợ và đồng hành cùng với doanh nghiệp của các cán bộ công chức thuế cũng như của các cái tổ chức cung ứng các cái dịch vụ hỗ trợ. Và tôi nghĩ là khi mà doanh nghiệp có được nhận thức đầy đủ về cái lợi ích của cái việc chuyển thành doanh nghiệp, của cái việc khởi nghiệp và họ có được cái sự hướng dẫn, sự trợ giúp tận tình, chu đáo, có hiệu quả của các cái cơ quan nhà nước và các tổ chức hỗ trợ thì tôi nghĩ không có lý gì thì họ không khởi nghiệp. Thời gian tới, cơ quan thuế các cấp sẽ khẩn trương triển khai đa dạng các hình thức hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp tại bộ phận một cửa ở cơ quan thuế, hỗ trợ qua điện thoại, qua địa chỉ email đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử, tổ chức mở các lớp tập huấn, hướng dẫn chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế cho các doanh nghiệp khởi nghiệp. Cơ quan thuế sẽ phối hợp chặt chẽ đồng bộ với các cơ quan, ban ngành có liên quan trên địa bàn để hướng dẫn, hỗ trợ cho các doanh nghiệp khởi nghiệp được toàn diện, hiệu quả. Thưa ông, trong chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp khởi nghiệp thì có đặt mục tiêu là hỗ trợ tối đa cho các hộ kinh doanh cá thể và chuyển sang hoạt động mô hình doanh nghiệp. Vậy thì tuy nhiên thì rất nhiều hộ kinh doanh chia sẻ với chúng tôi là họ e ngại vấn đề này vì thủ tục khá là phức tạp mà quyền lợi thì cũng không tăng lên được bao nhiêu. Trong khi đó thì nghĩa vụ lại gia tăng. Ý kiến của ông về vấn đề này như nào? Cái này thì nó có hai mặt của một vấn đề. Chúng ta cần phải phân tích cho nó kỹ. Trước hết thì phải thấy rằng là cái thói quen lâu nay của các hộ kinh doanh là vì là kinh doanh tự do. Cho nên là thường là người ta nghĩ sao người ta làm vậy. Có khách thì người ta làm mà có thương vụ tốt thì người ta thực hiện. Trong khi đó khi lên mô hình doanh nghiệp thì bản thân cái thương trường nó đòi hỏi các đối tác làm ăn với nhau phải tương đối bài bản hơn. Cho nên chính vì cái môi trường là hộ kinh doanh với cái môi trường doanh nghiệp thì tự nó cũng đã phát sinh những cái việc mà không phải do cơ quan nhà nước mà do tự cái môi trường đó nó cũng thấy rằng là có cái sự khác biệt so với lâu nay. Cho nên đấy cũng là yếu tố đầu tiên mà người ta dễ nhầm lẫn. Yếu tố thứ hai thì cũng phải nhìn thấy rằng là rõ ràng là khi sang cơ quan doanh nghiệp thì người ta phải thực hiện cái chế độ báo cáo nhiều hơn. Nhưng ở đây thì chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng là chúng ta có hai loại hình doanh nghiệp có niêm yết trên thị trường chứng khoán và những cái doanh nghiệp nhỏ và vừa và theo hoạt động bình thường. Thì hiện nay là cái chế độ báo cáo các thông tin thì của hai doanh nghiệp này nó có yêu cầu nó khác nhau. Đối với doanh nghiệp niêm yết thì do phải bảo đảm cái quyền lợi của cổ đông trên thị trường chứng khoán. Cho nên là cái việc công khai thông tin cũng như cái thời gian làm báo cáo nó diễn ra nhanh hơn, nhiều loại báo cáo hơn. Cho nên là nó khác. Trong khi đó những cái doanh nghiệp nhỏ và vừa thì chúng tôi có cái mô hình của về mặt kế toán thì có cái chế độ kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Và về mặt thuế thì
chúng tôi cũng có những cái quy định nó thuận lợi hơn. Ví dụ như thay vì phải khai báo hàng tháng thì người ta chỉ có hàng quý thôi. Thế nhưng mà do chưa hiểu hết được cái đó cho nên người ta vẫn có cái tâm lý e ngại. Vâng. Đó là một thực tế. Vâng. Vậy thì Tổng cục Thuế đã có giải pháp nào để làm cho người dân hết e ngại và khuyến khích cái hình thức này? Chúng ta phải nói rằng là chính phủ đã có cái chương trình đến năm 2020 chúng ta phấn đấu có hàng có 1 triệu doanh nghiệp. Và cái nguồn đó hiện nay chúng ta phải nói rằng là trông chờ chính vào cái nguồn được chuyển lên doanh nghiệp từ hộ kinh doanh. Bởi vì có rất nhiều hộ kinh doanh với quy mô rất lớn. Và chúng tôi thấy rằng nếu như người ta được có được những kiến thức quản trị tốt, người ta phát triển doanh nghiệp tốt thì người ta cũng có lợi nhiều hơn và đất nước cũng có lợi nhiều hơn. Và chính vì thế là cái đây cũng là một trong những nhiệm vụ đặt ra cho chúng tôi là phải khuyến khích làm thế nào đó để vận động các hộ kinh doanh người ta phát triển thành doanh nghiệp. Và với cái ý nghĩa đó, với cái mục tiêu đó thì chúng tôi đã dành cái nguồn lực thích đáng để tạo điều kiện tối đa về mặt thủ tục thuế để làm sao các hộ kinh doanh người ta có thể chuyển lên doanh nghiệp một cách dễ dàng thuận lợi. Và khi người ta nhìn thấy cái thuận lợi dễ dàng trong kinh doanh thì tự khắc người ta sẽ tự động thôi. Vâng. Bước đầu thì người ta chưa hiểu thì mình phải vận động tuyên truyền. Vâng. Thưa ông, trong khi mà triển khai chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp khởi nghiệp thì ngoài cái vấn đề là phải thuyết phục người dân chuyển lên thành hoạt động mô hình doanh nghiệp thì còn có những khó khăn nào nữa hay không ạ? Có những cái khó khăn là lâu nay thì ở hộ kinh doanh thì người ta nộp thuế khoán. Vâng. Nhưng mà sang mô hình doanh nghiệp thì người ta phải nộp thuế theo kê khai. Mà theo kê khai thì kinh doanh lớn nộp thuế nhiều mà kinh doanh nhỏ nộp thuế ít. Vâng. Thế thì lâu nay thì phải nói rằng là trong kinh doanh của chúng ta, trong cái môi trường kinh doanh của chúng ta cũng có những cái điểm nó chưa đồng nhất giữa cái khối doanh nghiệp và khối doanh nghiệp bên ngoài. Cho nên là người ta quen với cái việc là buôn bán không sử dụng hóa đơn, lẩn tránh doanh thu. Nhưng xã hội chúng ta cũng đòi hỏi là khi tôi mua hàng của anh cũng phải có cái thông tin đầu vào. Vâng. Và khi chúng ta làm giải pháp, nhiều giải pháp đồng bộ mà xã hội đòi hỏi là tất cả những người kinh doanh đều phải thực hiện như vậy thì người ta sẽ thấy rằng là sang mô hình doanh nghiệp nó sẽ có lợi hơn rất nhiều. Vâng. Thưa ông, rất nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thì đã được các lãnh đạo cấp cao thông qua. Tuy nhiên thì lực lượng thực thi phía dưới thì lại chưa nắm được tinh thần này, hay như chúng ta vẫn nói là trên giải thảm dưới giải đinh ạ. Thì không biết là ngành thuế có phải tình trạng này hay không ạ, và có cái giải pháp xử lý như nào ạ? Tôi thấy rằng là cái này thì nó không xảy ra với ngành thuế vì, vì ngành thuế chúng tôi đã thực hiện cái việc cải cách đổi mới phục vụ người nộp thuế hàng 10 năm nay rồi. Vâng. Chúng tôi đã triển khai thực hiện cái chiến lược cải cách thuế 2 lần, chiến lược cải cách thuế 2001-2010 và hiện nay đang vào thứ hai là cái chiến lược cải cách thuế 2011-2020. Và các bạn có thể thấy rằng là cái tự các cơ quan bên ngoài người ta đánh giá rằng là ngành thuế là một trong những ngành đi đầu trong cái cải cách thủ tục hành chính, đổi mới công tác quản trị, công tác phục vụ người nộp thuế. Vâng, xin cảm ơn ông ạ. Vâng, tiếp theo thì mời quý vị cùng theo dõi một phóng sự của VTV để xem những hộ cá nhân kinh doanh chuyển sang mô hình doanh nghiệp họ đang hoạt động như thế nào. Sản xuất kinh doanh các thiết bị điện tại tỉnh Thái Bình, doanh nghiệp này cho biết kể từ khi chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp, hoạt động sản xuất kinh doanh đã gặp nhiều thuận lợi hơn. Tôi thì trước ngày là hộ cá thể chuyển sang hộ sang bên công ty này thì có nhiều cái thuận lợi về ký kết hợp đồng, với lại nhiều cái về cá nhân như là có cái về pháp lý thì có thuận lợi hơn. Thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị số 26 về tiếp tục triển khai hiệu quả nghị quyết số 35 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp. Để thực hiện hiệu quả từng nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ giao, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đã xây dựng đề án hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Hiệp hội cũng đã ghi nhận những tiến bộ vượt bậc của ngành thuế trong quá trình chuyển đổi của các hộ kinh doanh thành doanh nghiệp. Là các cái hoạt động liên quan đến thu thuế thì đều là thông quan điện tử. Đấy, thì về việc này, các ngành thuế đã tổ chức rất nhiều các lớp về đào tạo huấn luyện cho các cái chủ doanh nghiệp, các cái chủ hộ kinh doanh có thể sử dụng được cái công nghệ thông tin bằng cái việc là thông qua các đại lý thuế, rồi hướng dẫn đào tạo cho các cái kế toán trưởng, các kế toán viên, kế toán công nợ của các cái công ty hoặc các hộ kinh doanh. Một phần nữa là khi các thủ tục mà thuế các hộ kinh doanh ấy, thì cái khâu mà ở dưới các phường xã, quận huyện, thị trấn ấy, là đều có các cái tổ tuyên truyền để hướng dẫn, rồi tuyên truyền để làm sao các hộ kinh doanh hiểu vấn đề là khi mà chuyển đổi thành các công ty cổ phần, các công ty trách nhiệm hữu hạn ấy, thì sẽ không gặp bất kể khó khăn gì. Tuy nhiên hiện nay các chuyên gia cho rằng nhiều hộ kinh doanh vẫn còn e ngại chuyện thủ tục pháp lý trên doanh nghiệp, băn khoăn khi lên doanh nghiệp phải tuân thủ hệ thống chặt chẽ kiểm toán, thanh tra, kiểm tra, do đó hoàn thiện cơ chế chính sách cho việc chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp và thực hiện các biện pháp khuyến khích, hướng dẫn, trợ giúp, thúc đẩy hộ kinh doanh chuyển thành doanh nghiệp. Sửa đổi chế độ kế toán.
áp dụng một chế độ kế toán thật đơn giản cho các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, gần giống như các hộ gia đình. Và bằng cách đó thì chúng ta sẽ thực sự khuyến khích được họ chuyển đổi thành doanh nghiệp. Và khi chế độ kế toán nó đơn giản thì người ta dễ thực hiện. Và thứ hai là nó cũng tránh bớt được các cái hoạt động thanh tra kiểm tra của vốn đang rất là nặng nề đối với các cái doanh nghiệp. Và bên cạnh cái việc phải sửa đổi ngay cái chế độ kế toán đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ thì phải thực hiện cung ứng các cái dịch vụ công trong lĩnh vực này và các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác cho các doanh nghiệp. Các chuyên gia khẳng định nếu chỉ dùng mệnh lệnh hành chính yêu cầu chuyển đổi sẽ dễ dẫn đến tình trạng khoác áo doanh nghiệp lên hộ kinh doanh, sẽ chỉ đạt về số lượng doanh nghiệp nhưng không có chất lượng. Ngược lại, việc tạo ra môi trường kinh doanh thông thoáng, bình đẳng, công bằng sẽ là động lực để tự nguyện chuyển đổi hộ kinh doanh cá thể lên doanh nghiệp. Vâng, thưa ông, như ông vừa nói thì chúng ta đã chia sẻ rất là nhiều về những hỗ trợ của ngành thuế đối với doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp khởi nghiệp nói chung. Vậy thì đối với những doanh nghiệp đổi mới sáng tạo hay còn gọi là startup, đây là những doanh nghiệp hoạt động dựa trên nền tảng là tri thức công nghệ và có khả năng tăng trưởng một cách nhanh chóng thì đang được hỗ trợ như thế nào về thuế ạ? Vấn đề rất là hay. Vâng. Chúng ta được biết rằng là năm ngoái thì Quốc hội có ban hành cái luật số 04 về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Và trong cái luật này cũng có đưa ra các điều khoản quy định hỗ trợ cho đối với cái doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Đó là cái điều 17 của cái luật này. Có quy định là sẽ có biện pháp hỗ trợ đối với cái doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Và trong cái việc đổi mới sáng tạo đó thì ngành thuế chúng tôi phải làm gì? Thì chúng tôi nhận thức rằng là với cái khuôn khổ của cái luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và với cái điều khoản quy định cho các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo thì chúng tôi nghĩ rằng là có hai phương diện mà ngành thuế phải làm. Thứ nhất là phương diện chính sách thì chúng tôi sẽ phải đề xuất với Bộ Tài chính để tham gia với các cơ quan chủ quản khi ban hành cái nghị định này để người ta sao có được cái chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp khởi nghiệp nó tốt. Và hiện nay thì báo cáo với quý vị rằng là hiện nay chính sách chúng ta đã có nhưng mà chúng ta nói chưa rõ nên người ta chưa hiểu hết. Tôi nói ví dụ như tại quy định tại cái nghị định số 100, rồi là cái nghị định số 218 năm 2013, rồi cái thông tư 78 năm 2014 và thông tư 96 2015 của Bộ Tài chính đã quy định rõ là các doanh nghiệp thành lập mới thuộc những cái lĩnh vực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thuộc những lĩnh vực là công nghệ cao, ứng dụng công nghệ cao, ươm tạo công nghệ. Thì đây là những cái mô hình, những cái doanh nghiệp thuộc cái mô hình doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Và đương nhiên những cái đối tượng này thì người ta được hưởng cái mức thuế suất ưu đãi là 10%. Được hưởng cái mức là miễn thuế 4 năm và giảm thuế 50% đến phạm vi 9 năm. Thế còn những cái doanh nghiệp khác, loại đổi mới sáng tạo thuộc lĩnh vực khác thì tôi nghĩ rằng là tới đây cái luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật về thuế cũng phải cụ thể hóa nó ra. Ngoài những doanh nghiệp tôi vừa nêu trên thì còn những doanh nghiệp nào nữa không thì chúng ta cũng cần phải nghiên cứu chắt lọc để đưa vào cho nó đầy đủ. Cái ưu đãi thứ hai mà ngành thuế có thể làm được và phải làm và chúng tôi nhất định sẽ làm được, đó là chúng tôi phải tăng cường cái công tác dịch vụ phục vụ người nộp thuế để làm sao đó người ta biết được là ngành thuế chủ động đến với họ để họ có thể thành lập một cách dễ dàng. Tránh đi cái quan ngại lâu nay là tôi thành lập khó quá, thuế khó quá. Thế thì hiện nay là chúng tôi mặc dù đã có bộ phận một cửa bên cái cơ quan cấp đăng ký kinh doanh là người ta đồng thời cấp luôn đăng ký mã số thuế tại đó. Nhưng chúng tôi một mặt là về phía phối hợp thì chúng tôi phải đảm bảo làm sao cái thủ tục liên thông giữa hai cơ quan để làm sao nó thuận lợi, thời gian nó nhanh nhất. Cái thứ hai là chúng tôi tại những địa bàn trọng điểm thì chúng tôi cũng cử những cán bộ sang cùng với cái bộ phận đăng ký kinh doanh để hỗ trợ tại nơi để người ta có thể thấy được những cái thủ tục về thuế nó như thế nào để người ta cảm thấy được rằng là khi đi vào môi trường nó thuận lợi. Thưa ông, có một số ý kiến cho rằng là giới startup Việt Nam thì vẫn chưa được tạo điều kiện tốt như là startup của một số nước như là Thái Lan, Ấn Độ hay là Singapore. Nếu mà đánh giá riêng trên phương diện về chính sách ưu đãi thuế thì ông bình luận như thế nào về ý kiến này? Tôi thấy rằng là cái thông tin này nó chưa thực sự là sát đâu. Vâng. Mà tôi phải nói rằng là các doanh nghiệp mà hiện nay ta đang có chính sách, đặc biệt là trong công nghệ phần mềm, rồi trong cái việc ứng dụng công nghệ cao thì chính sách thuế của ta là tương đồng. Vâng. Thậm chí là còn ưu đãi hơn các nước khác. Vâng. Và tôi xin nói với các bạn khác là hiện nay các tổ chức quốc tế người ta đang xem xét rằng là liệu mình có đi quá xa hay không. Và biết đâu nếu mình ưu đãi nhiều quá thì người ta nghĩ rằng là mình là thiên đường thuế. Vâng. Và tôi cho rằng là đối với startup
đúng nghĩa của nó thì chúng ta đang có chính sách bằng và ưu đãi cao hơn các nước trong khu vực. Ông có thể đưa ra một ví dụ cụ thể so sánh giữa Việt Nam và một số nước trong khu vực được không ạ? Ví dụ như ta và Thái Lan. Thì cái mức thuế xuất của ta là thấp hơn, ta có 10% đối với doanh nghiệp sản xuất phần mềm, đối với doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nghiên cứu công nghệ cao, ta là 10%, họ là cao hơn. Thời gian miễn thuế của ta là 4 năm, và giảm thuế tối đa là 50% là 9 năm, thì họ cũng ngắn hơn chúng ta. Thưa ông, vậy thì định hướng của cơ quan thuế trong việc hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp nói chung cũng như là giới startup nói riêng trong thời gian tới là như thế nào ạ? Định hướng của ngành thuế tới đây thì chúng tôi thấy rằng là trên cơ sở cái kết quả chúng tôi đã làm được trong năm 2017, chúng tôi cũng sẽ lắng nghe ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, để xem xét là họ cần cái gì và trong khả năng chúng tôi có được cái gì. Thì chúng tôi thấy rằng là cái biện pháp thiết thực nhất có thể làm được đó là các dịch vụ hỗ trợ người nộp thuế. Và các bạn có thể thấy là chúng tôi đã thực hiện cái chương trình là khai thuế qua mạng internet, chương trình nộp thuế điện tử. Và người nộp thuế thì không cần phải đến trụ sở cơ quan thuế, mà người ta có thể hoàn toàn thực hiện việc đó trên cái bàn máy tính người ta làm việc. Và cái việc này chúng tôi vẫn tiếp tục phối hợp với các nhà mạng và các đơn vị tư vấn để làm sao có dịch vụ nó đến tận cửa. Và các bạn thấy rằng là năm 2018 thì chúng tôi cũng đang xúc tiến trình chính phủ soạn thảo để Bộ Tài chính, trình Bộ Tài chính, Bộ Tài chính trình chính phủ cái nghị định về hóa đơn điện tử. Và cái nghị định này ra đời thì nó sẽ tạo điều kiện thuận lợi rất nhiều hơn cho các doanh nghiệp khởi nghiệp. Và tôi cho rằng là các doanh nghiệp khởi nghiệp đây cũng là một cái phần mà người ta có thể tham gia vào thị trường, vì cái thị trường hóa đơn điện tử cũng là một cái việc mà nó rất gần với cái đổi mới sáng tạo của họ. Xin cảm ơn ông ạ. Thưa quý vị, thời gian qua đã có rất nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và hộ kinh doanh, nhưng có thể nói chương trình đồng hành của doanh nghiệp của Tổng cục Thuế là một chương trình cụ thể hóa và thể hiện sự quan tâm đặc biệt của chính phủ đối với những đối tượng này. Chúng tôi hiểu sự kỳ vọng của doanh nghiệp đối với sự hỗ trợ từ phía chính phủ là rất lớn, nhưng chúng ta cũng cần phải có thời gian để từng bước khắc phục những tồn tại hiện nay. Và VTV sẽ tiếp tục đồng hành cùng cơ quan thuế để đem lại những chương trình hữu ích cho cộng đồng doanh nghiệp. Cảm ơn ông Nguyễn Văn Phụng đã tham gia với VTV ngày hôm nay và cung cấp những thông tin rất hữu ích cho khán giả. Xin cảm ơn VTV và các vị khán thính giả của VTV. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị đừng quên theo dõi chương trình Tài chính thuế vào lúc 21:30 tối thứ tư hàng tuần trên VTV hoặc theo dõi lại chương trình trên website vitv.vn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.